Người yêu em lười làm phần mở bài cho em thì là sao hả chị Phương? À, một người đàn ông có tình yêu, họ yêu thật sự thì chắc chắn họ sẽ có cái phần mở bài vô cùng là đam mê. Còn những người đàn ông mà không chịu làm phần dạo đầu thì đó còn gọi là trả bài thôi, chứ không còn gọi là cái mối quan hệ yêu đương thắm thiết nữa. Và đây cũng là một cách mà chị em phụ nữ có thể nhận biết được rằng là người đàn ông của mình ý, có còn yêu mình nữa hay là không. À, nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái phần mở bài chị em ạ. Và trong cái trường hợp này thì em hãy mau chóng gọi là hâm nóng lại kín kịp. Và trong cái trường hợp này thì em hãy và trong cái trường hợp này và trong những trường hợp này thì em hãy mau chóng hâm nóng lại cái tình cảm của mình đi bằng cách đó là bổ sung những cái thực phẩm giúp tăng cường hormone sung sướng cho anh ấy, như là nho này, táo này, cherry này, cà chua, hoặc là tăng cường cái sự ham muốn hưng phấn cho anh ấy. Thì hãy ngay lập tức cho anh ấy ngậm một viên kẹo đồi gió của bên chị trước của yêu nhé em nhé.